10 doanh nghiệp có nhiều nhân viên nhất thế giới. 1. Walmart. Công ty bán lẻ Walmart là doanh nghiệp lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, đạt hơn 570 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất, cũng như về số nhân viên với 2,3 triệu người. Vận hành hơn 10.000 cửa hàng với quy mô từ đại siêu thị đến cửa hàng tạp hóa ở 24 quốc gia trên thế giới, Walmart có lực lượng lao động khổng lồ và cũng đối mặt với nhiều vấn đề liên quan. Các vấn đề này bao gồm lương thấp, điều kiện làm việc nghèo nàn, chăm sóc y tế không đầy đủ. 2. Amazon. Amazon, công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới, có lực lượng lao động lớn thứ hai thế giới với hơn 1,6 triệu nhân viên, tính đến cuối năm 2021. Ngoài thương mại điện tử, Amazon cũng có mặt trong các lĩnh vực gồm điện toán đám mây, phát video trực tuyến, trí tuệ nhân tạo. Công ty thường xuyên phản đối nỗ lực lập công đoàn của các nhân viên. Ngoài ra, điều kiện làm việc ở Amazon đã bị các cựu nhân viên hiện tại, giới truyền thông và chính khách chỉ trích. 3. Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc. Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC là một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Bắc Kinh. CNPC xếp thứ 4 toàn thế giới về doanh thu và thứ 3 về lực lượng lao động với gần 1,1 triệu nhân viên. CNPC có hơn 30 dự án ở các nước, bao gồm KRKHSTN, Nga, Iran. Công ty từng có những bê bối bao gồm tham nhũng, dò dỉ khí, vi phạm tiêu chuẩn môi trường, tràn dầu. 4. Tập đoàn lưới điện Trung Quốc. Tập đoàn lưới điện Trung Quốc SGCC là tập đoàn điện lớn nhất thế giới và là doanh nghiệp lớn thứ 3 thế giới xếp theo doanh thu, cũng như thứ 4 về quy mô lực lượng lao động với 871.000 nhân viên. Đây cũng là một doanh nghiệp khác của Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước, được thành lập vào năm 2002. Vào năm 2014, tổng giám đốc của tập đoàn bị bắt giữ vì tội tham nhũng, sau đó bị kết án tù chung thân. 5. Foxconn. Foxconn có tên chính thức là Hon High Precision Industry, là nhà sản xuất sản phẩm điện tử theo hợp đồng của Đài Loan, được thành lập năm 1974. Foxconn nổi tiếng trong vai trò là một công ty lắp ráp iPhone và cũng lắp ráp các sản phẩm nổi tiếng khác như iPad, máy chơi game của Sony và Microsoft, điện thoại của Xiaomi. Công ty có gần 827.000 nhân viên trên toàn cầu và là công ty tư nhân sử dụng nhiều lao động Trung Quốc nhất. Công ty từng bị cáo buộc cung cấp điều kiện lao động nghèo nàn, dẫn đến một số trường hợp nhân viên tự tử. 6. Bưu điện Trung Quốc. Một trong hai tập đoàn bưu chính trong danh sách này, tập đoàn Bưu điện Trung Quốc là doanh nghiệp nhà nước điều hành dịch vụ bưu chính thức ở Trung Quốc đại lục, không bao gồm Hồng Kông và Macau. Công ty được thành lập năm 1949, ngay sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chịu sự giám sát trực tiếp của Cục Bưu điện Nhà nước, một cơ quan chính phủ. Bưu điện Trung Quốc hiện có 749.000 nhân viên với gần 400.000 văn phòng và chi nhánh. 7. Volkswagen. Một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo doanh thu cũng như sản lượng, tập đoàn Volkswagen cũng có lực lượng lao động lớn nhất trong ngành với khoảng 673.000 nhân viên. Ngoài thương hiệu chính Volkswagen, tập đoàn cũng sở hữu nhiều thương hiệu khác gồm Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche. Volkswagen được đánh giá là một trong những công ty có tổ chức lao động tốt nhất thế giới. Ở Đức, công đoàn của nhân viên công ty có tiếng nói đáng kể trong quản trị doanh nghiệp. Nhưng ở Brazil, Volkswagen bị cáo buộc tiếp tay cho việc bắt giữ một số nhân viên của mình trong thời kỳ độc tài quân sự từ năm 1964 đến 1985. 8. Accenture. Accenture là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp thành lập ở Mỹ, hiện có trụ sở ở Đức. Chuyên môn chính của công ty là tư vấn và dịch vụ công nghệ thông tin. Số nhân viên của Accenture lớn hơn nhiều các công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin như Microsoft hay Alphabet, công ty mẹ Google, vì Accenture cung cấp dịch vụ thuê ngoài với lực lượng lao động ở hàng trăm quốc gia trên thế giới. Ấn Độ là nước có mà công ty có nhiều nhân viên nhất. 9. Bưu điện Đức. Bưu điện Đức, tên chính thức là Deutsche Post DHL, là công ty giao bưu kiện và quản lý chuỗi cung ứng của Đức. Đây là một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới. Bộ phận bưu chính giao 61 triệu lá thư mỗi ngày ở Đức, nhiều nhất châu Âu. Bộ phận giao bưu kiện, công ty con DHL hiện diện ở hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Số nhân viên của Bưu điện Đức hiện là 548.000 người, tăng ổn định trong suốt thập kỷ vừa qua, ngay cả trong đại dịch COVID-19. 10. Sinopec. Sinopec là tập đoàn dầu khí có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, một trong những công ty lọc hóa dầu lớn nhất thế giới. So với CNPC thiên về thăm dò và khai thác dầu thô, Sinopec thiên về sản xuất và kinh doanh các chế phẩm dầu. Ngoài Trung Quốc, Sinopec cũng có những dự án tại các nước khác, chủ yếu là châu Phi. Số nhân viên của công ty là khoảng 542.000 người.